Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt chủ đề 4 kỳ nghỉ. Hôm nay cô và các em cùng ôn lại các âm đã học trong chủ đề 4 qua bài ôn tập. Trong kỳ nghỉ vừa rồi, hai bạn Lan và Hùng cùng đi tham quan ở sở thú. Trên đường đi, các bạn gặp một số chướng ngại vật. Các em hãy giúp hai bạn vượt qua chướng ngại vật để đến sở thú nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Chướng ngại vật thứ nhất của các bạn là gì nào? Có 4 ô số. Nhiệm vụ của các em là đọc các từ có dưới mỗi ô số. Đầu tiên, cô chọn ô số 1. Mời các em đọc. Ghế gỗ. Trong từ này, có âm gì chúng ta đã học ở chủ đề 4? Chính xác, âm G. Tiếp theo, cô chọn ô số 2. Mời các em đọc. Chữ số. Vậy, âm nào chúng ta đã học ở chủ đề 4? Chính xác, âm ư. Tiếp theo, cô chọn ô số 3. Mời các em đọc. Chú nhé. Vậy, âm nào chúng ta đã học ở chủ đề 4? Đúng rồi đó các em, âm ngờ và âm u. Tiếp theo, cô mở ô số 4. Mời các em đọc. Ca nô. Vậy âm nào chúng ta đã học ở chủ đề 4 các em? Đúng rồi, âm n. Cô mời các em đọc lại 4 từ này. Ghế gỗ. Chữ số. Chú nhé. Ca nô. Tiếp theo, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. Đúng rồi đó các em, tranh vẽ nơ, me, đu đủ, lá thư, con gà, chú ghẹ, bé đang ngủ và củ nghệ. Trong tiếng nơ có âm n, trong tiếng me có âm m, trong tiếng đu đủ có âm u, trong tiếng thư có âm ư, trong tiếng gà có âm g, trong tiếng ghẹ có âm g kép, trong tiếng ngủ có âm ng, trong tiếng nghệ có âm ng kép. Đây cũng chính là những âm chúng ta đã học ở chủ đề 4. Hôm nay, cô và các em cùng ôn lại những âm này nhé. Cô mời các em đọc. N, M, U, Ư, G, G, Ng, Ng. Mời các em nhắc lại. Chúng ta bây giờ chúng ta tiếp tục bước qua chướng ngại vật thứ hai. Đây là các bảng âm. Cô mời các em đọc các âm màu đỏ hàng ngang. U, ư, a, e, y. Cô mời các em đọc các âm ở cột dọc màu xanh. N, M, G, G kép, Ng, Ng kép. Cũng giống như các tiết ôn tập trước, các em sẽ lấy âm N ghép với tất cả các âm ở hàng ngang. Như N ghép với U, được tiếng
nu. N ghép với ư, được tiếng nư. N ghép với a, được tiếng na. N ghép với e, được tiếng ne. N ghép với ê, được tiếng nê. N ghép với y, được tiếng ni. Cô mời các em đọc lại. Cô dành cho các em 3 phút thực hiện các âm còn lại. Các em cùng nhau kiểm tra xem đáp án của mình và của cô như thế nào nhé. Mu, mư, ma, me, mê, mi, cu, gư, ga. G không ghép được với các âm e, ê, y. Tiếp theo, g kép không ghép được với các âm u, ư, a, thì g kép chỉ ghép được các âm e, được tiếng ghe, ê, được tiếng ghê, y, được tiếng ghi. Âm ng cũng tương tự như vậy. Ngu, ngư, nga. Ng kép chỉ ghép được với âm e. Nghe, nghe, nghi. Cô mời các em luyện đọc lại cả bảng. Chúng ta tiếp tục gặp chướng ngại vật tiếp theo. Đây là bảng tiếng và các dấu thanh. Nhiệm vụ của các em là lấy tiếng ghép với tất cả các dấu thanh. Ví dụ như na ghép với dấu quyền, được tiếng nà. Na ghép với dấu sắc, được tiếng ná. Na ghép với dấu nặng, được tiếng nạ. Na ghép với dấu hỏi, được tiếng nã. Na ghép với dấu ngã, được tiếng nã. Cô mời các em đọc lại. Tiếng ngơ, các em thực hiện tương tự nhé. Ngờ, ngó, ngọ, ngõ, ngõ. Cô mời các em thực hiện và đọc lại. Chướng ngại vật tiếp theo là gì nào? Cô có câu ứng dụng sau. Các em hãy đọc thầm câu ứng dụng này. Sau đó tìm cho cô những tiếng có chứa âm mà chúng ta đã học ở chủ đề 4. Cô dành cho các em 2 phút để thực hiện. À, đúng rồi đó các em. Tiếng nghe có âm ng. Tiếng ghẹ có âm g. Tiếng mú có âm m và âm u. Tiếng ngừ có âm ng và âm ư. Cô mời các em cùng nghe cô đọc. Ng e nghe. G e ghe nặng ghẹ. M u mu sắc mú. Ng ư ngư quyền ngừ. Bé kể bà nghe. Bè cá có ghẹ. Cá mú cá ngừ. Cô mời các em luyện đọc. Một trò chơi nho nhỏ dành cho các em. Các em hãy tìm câu trả lời đúng. Ai kể cho bà nghe? 1. Chị. 2. Bé. 3. 4.
Mời các em chọn. Chính xác. Câu 2. Bè cá có gì? 1. Cá mú, ghẹ. 2. Ghẹ, cá ngừ. 3. Ghẹ, cá mú, cá ngừ. Mời các em chọn câu đúng. Chính xác. Câu 3. Ghẹ, cá mú, cá ngừ. Các bạn lại vượt qua chướng ngại vật nhỏ này. Chúng ta bước qua hoạt động tập viết. Cô mời các em lấy vở tập viết ra nào. Hãy cho cô biết hôm nay chúng ta viết chữ gì. Đúng rồi đó các em, chúng ta viết kỳ, nghỉ, hè. Vậy các em phải lưu ý, đầu tiên chúng ta viết tiếng kỳ. Cách một con chữ O viết tiếng nghỉ. Cách một con chữ O viết tiếng hè. Bây giờ các em hãy bấm dừng màn hình và viết vào vở tập viết nhé. Các em đã giúp hai bạn vượt qua chướng ngại vật để tham quan sở thú. Các bạn sẽ có một chuyến tham quan ở sở thú thật là vui và thú vị. Bài học của chúng ta đến đây đã hết. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo.